Hệ sinh thái trong Pokemon được phân loại thành 18 hệ khác nhau, chúng bù trừ khắc chế để có thể tạo ra sự cân bằng nhất định. Có rất nhiều giống loài mang trên mình những hệ rất phù hợp với tập tính sinh hoạt, điều kiện sống cũng như là vẻ ngoài của chúng. Nhìn vào phát là biết ngay tụi này thuộc hệ gì. Nhưng đương nhiên, cũng có những loài chúng ta căng con mắt ra nhìn, phân tích đủ kiểu khía cạnh sinh học thì cái tỷ lệ mà bạn đoán trật lất còn cao hơn tỷ lệ đánh lụi trong bài thi trắc nghiệm nữa. Một số con mang trong mình hệ và vẻ ngoài với sức mạnh chẳng liên quan gì nhau, vậy mà các nhà sản xuất vẫn có thể chịu được. Hôm nay thì chúng ta sẽ thử làm một chuyện vô tri nhất cái hành tinh này, đó chính là cùng nhau điểm qua những Pokemon có hệ trật quất và sửa lại sao cho nó hợp lý nhất. Và cứ trên tinh thần là Gyarados, Charizard quá nổi tiếng về sự vô lý trong hệ của tụi nó nên tôi sẽ không nhắc đến làm gì, vì đó là chuyện vô lý mà người chơi nào cũng đem khịa và kêu gào suốt hơn 2 thập kỷ qua. Còn đây sẽ là tín hiệu vũ trụ từ Asius dành cho hơn 70% những nhà huấn luyện. Nhấn nút đăng ký cùng nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video được ra mắt hàng tuần trên kênh. Semin tôi cũng vẫn đang trên đường ship những bó hoa thay cho lòng biết ơn của mình đến với các bạn mỗi ngày. Đầu tiên thì tôi sẽ nói đến Noctowl. Trong Pokédex của Noctowl có miêu tả rằng Noctowl là một Pokemon sống về đêm, được một số người kêu gọi là hoàng đế của đêm tối, có thể tập trung ánh sáng và cho nó tầm nhìn vào ban đêm. Các giác quan và trí tuệ vượt trội của nó cho phép nó bắt được con mồi mà không hề thất bại trong bóng tối. Nó cũng có thể lộn ngược đầu lại, điều này báo hiệu rằng nó đang gặp rắc rối bởi một điều gì đó. Đọc xong thì ai cũng phải tâm đắc vì nó là một loài chim thông thái, nó có giác quan trí tuệ khác biệt so với những loài chim khác. Và các bạn cũng biết cái hệ đại diện cho sự siêu việt về mặt tâm trí của Pokemon là gì rồi đúng không? Đó chính là hệ siêu linh. Hệ này là biểu tượng cho việc khai mở về mặt tâm trí và tâm linh của con người, sự khôn ngoan và thông thái, nên nó cũng là một phần lý do khắc chế được tụi chỉ biết dùng nắm đấm như là hệ giác đấu. Vậy thì Noctowl phải là một Pokemon hệ sinh và bay rồi. Đương nhiên nếu đúng vậy thì nó không ở trong cái danh sách này, vì nó mang hệ thường và bay. Là sao nữa? Ở trên mô tả nó là một loài có giác quan trí tuệ vượt trội, xong chốt sổ một cái hệ thường, một hệ đại diện cho sự bình thường. Là sao? Thật ra hồi trước lúc mà mới biết kiểm tra thông tin bằng internet, tôi đã khá là sốc khi mà trong phần lớn anime, chiêu thức mà Noctowl sử dụng đều là chiêu siêu linh, xong game bảo nó hệ thường. Trời ơi, hệ thường. Hết nói. Tiếp đến sẽ là Psyduck. Cũng là ngày trước xem anime, mỗi lần Psyduck bị đau đầu, rồi nó sẽ sử dụng chiêu xuất thần để trả đũa đối thủ. Và trong chính Pokédex của Psyduck cũng có ghi, Psyduck liên tục bị choáng váng vì cơn đau đầu và không thể suy nghĩ rõ ràng. Nó thường đứng bất động cố gắng xoa dịu cơn đau. Tuy nhiên, khi cơn đau đầu trở nên quá nghiêm trọng, Psyduck sẽ giải phóng căng thẳng dưới sức mạnh tâm linh mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta sẽ nghía qua thêm Pokédex của dạng tiến hóa Golduck của nó. Trong đó thì cũng có đoạn miêu tả rằng viên ngọc trên trán của nó phát sáng khi sử dụng sức mạnh tâm linh của mình, hoặc đôi khi nó muốn bơi hết tốc lực. Trong quá khứ thì Pokemon này bị săn lùng quá mức do người ta tin rằng viên ngọc này ban cho người sử dụng sức mạnh siêu nhiên. Và rồi cả gia đình của nhà này mang hệ nước. Từ cách thiết kế xây dựng tính cách đều cho thấy tụi này xứng đáng có thêm một hệ, đó chính là hệ siêu linh. Hoặc là đơn hệ siêu linh thì cũng hợp lý hơn, chứ không thể nào cả hai con đều bị năng lượng tâm linh làm khổ như vậy, mà kết quả tụi này chỉ là những chú vịt nước bình thường mà thôi. Cho nên tôi thấy cái hệ siêu linh và nước là hợp lý nhất cho tụi này rồi. Tiếp đến chắc chắn chúng ta phải nói về Lugia. Lugia có nguồn gốc thiết kế dựa trên thần cai quản biển khơi, Ryujin, của thần đạo Shinto Nhật Bản. Hình dáng cơ thể của nó được thiết kế dựa trên hai loài là cá voi trắng và chim diệt xám. Cả hai loài này, một loài thì là ở dưới nước, một loài thì ở trên bầu trời. Cùng với nguồn gốc vị thần cai quản biển cả mênh mông, thì lý do gì mà nó lại mang hệ siêu linh và bay? Lúc này mới là lúc cần hệ nước nè. Trong Pokédex của nó cũng có ghi, vì sức tàn phá từ những cơn bão mà nó vô tình gây ra, nó tự cô lập bản thân mình dưới biển sâu và có xu hướng ngủ trong cô độc. Không phải là hệ nước nhưng lặn rất sâu. Đã vậy phần lớn cuộc đời của nó đều nằm ở dưới biển, mà trong khi đó nó chỉ mang hệ siêu linh thôi. Thở bằng cách nào? Nó ngang ngược giống y chang việc một tứ thiên vương hệ rồng mà trong đội hình lại có Gyarados vậy đó. Có lẽ lý do thuyết phục mà tôi có thể đưa ra là vì tựa game của nó và Ho-Oh mang tên Heart Gold và Soul Silver. Trái tim vàng thì có thể rực lửa cháy như là hệ lửa của Ho-Oh, còn linh hồn bạc thì phải minh mẫn và sáng suốt như là hệ siêu linh chẳng hạn. Cơ mà nước thì cũng có thể đại diện cho linh hồn mà hen. Một linh hồn thuần khiết và tĩnh lặng như nước sẽ giúp ta sáng suốt hơn chẳng hạn. Ít ra thì Lugia phải là nước bay hoặc là nước siêu linh cũng được. Vì thảm nhất với những gì đã xây dựng, không cho nó một hệ nước là một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn. Cái này thì tôi chắc chắn phải tìm hiểu kỹ hơn, hẹn mọi người trong chuyên mục phân tích huyền thoại sắp tới. Tiếp theo là Parasect. Ở cái hệ của loài này thoạt nhìn thì bọ và cỏ rất ok, trừ cái việc đây là một hệ hết sức ý ẹ thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về mô tả của tụi này trong Pokédex, ta sẽ thấy ở dạng cấp 1 thì Paras vốn là một loài côn trùng bị hai cây nấm ký sinh trên lưng. Lúc này thì nó mang hệ bọ và cỏ, thì tôi không có phản bác gì. Tiến hóa cấp 2 thành Parasect thì loài nấm này đã có thể phát triển, hút sinh lực của vật chủ để trở nên to lớn và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Việc loại bỏ cây nấm to đùng trên lưng nó sẽ khiến cho Parasect ngừng di chuyển. Tức là bây giờ Parasect chỉ còn là một thây ma biết đi, toàn bộ ý thức của nó đều bị cây nấm điều khiển. Từ đó thì hệ ma và bọ hoặc là hệ ma và cỏ sẽ hợp lý hơn rất nhiều so với những gì đã mô tả. Game Freak thì thường rất thích concept về những Pokemon sau khi tiến hóa hoặc là mất đi sẽ gắn thêm hệ ma trong người, chẳng hạn như là Basculegion hoặc là Decidueye, để tôn trọng concept thiết kế. Cho nên trường hợp của Parasect là một chuyện khá là khó hiểu. Mà thật ra trong giờ gì với một đội ngũ đã cho xe đất bên hệ nước và Lugia thì hệ siêu linh mà bay hen. Pokemon kế đến tôi hết sức bất bình đó chính là Grablock. Tôi cho mọi người 3 giây để đoán hệ của nó khi mới nhìn vào vẻ ngoài thôi đó. 3, 2, 1, go. Hết giờ. Ai đoán hệ nước thì chúng ta sẽ là anh em. Ai mà đoán nó thuần hệ giác đấu thì mấy bạn nộp đơn đi làm nhân viên của Game Freak được rồi đó. Chúng ta không cùng vũ trụ rồi. Ý tôi là tuy Grablock được miêu tả là một Pokemon với cơ bắp thuần túy thì nó cũng là một con bạch tuộc mà. Nếu để ý trong thế hệ 8 Pokemon Sword and Shield, tụi này sẽ được tìm thấy và rượt đuổi chúng ta ở những nơi có nước. Nhóm trứng giao phối của tụi nó cũng là nước. Với lại ngoài chiêu hệ giác đấu thì nó còn học được rất nhiều chiêu hệ nước mà. Và với rất nhiều yếu tố trên thì nhà phát triển bảo cưng là một Pokemon hệ giác đấu. Hả? Cho nên với tôi hợp lý nhất là nó nên mang hệ nước và giác đấu mới phải. Kế đến chúng ta sẽ nói về Glalie. Nguồn gốc thiết kế của Glalie phần lớn đại diện cho sự xa cách lạnh nhạt, những gương mặt không mấy thiện cảm hoặc là sự đáng sợ của quỷ Oni trong văn hóa Nhật Bản. Nói chung hệ băng của nó đại diện cho cảm giác nhiều hơn là việc chỉ là một khối băng thông thường. Nhưng theo Pokédex của nó mô tả rằng, truyền thuyết kể lại Glalie được sinh ra từ một tảng đá, hấp thụ nỗi đau khổ và sự tiếc nuối của bất kỳ nhà leo núi nào bị lạc. Cơ thể băng giá của Glalie thật sự ra là một tảng đá không quá cứng, nhưng nó được bao phủ trong băng, cơ thể của nó trở nên cứng hơn thép. Theo mô tả ở trên đây thì thực chất cái lõi của nó không phải hoàn toàn là một tảng băng, mà thật ra nó là một hòn đá được bao phủ bởi lớp băng bên ngoài. Vậy đó mà nó bị gấp đôi sát thương bởi hệ thép. Là cứng dữ chưa? Nên đáng ra hệ của nó phải là băng và đá mới đúng, chứ không đơn thuần chỉ là một khối băng bình thường. Cho dù thật ra nếu là hệ băng và đá thì nó lại bị nhân 4 sát thương bởi hệ thép. Không đúng với mô tả chút xíu nào hết. Kế đến đây là một Pokemon chắc chắn ai cũng phải đồng tình, đó chính là Flygon. Trước tiên thì chúng ta phải nói sơ sơ về cảm hứng thiết kế của loài này cái đã. Từ một con Trapinch thành con Flygon, người ta sẽ có liên tưởng ngay đến loài ve sầu. Loài côn trùng dành phần lớn thời gian cuộc đời mình ở dưới lòng đất để nuôi dưỡng ấu trùng, cho đến khi trưởng thành chúng mới trồi lên mặt đất và bắt đầu bám vào những ngọn cây cao vào mùa hè. Nhưng để nói về hình dạng khi trưởng thành thì nhà Nincada cùng với là Ninjas và Shedinja có concept giống đến khoảng 90%. Thiệt đó, nhìn cái hình ve sầu và Ninjas không khác gì thú dân Thí Kiều hết. Thêm việc ve sầu thoát xác sẽ để lại phần vỏ, và đó là Shedinja trong thế giới Pokemon chứ gì nữa. Vậy chính xác thì nhà Flygon được dựa trên cảm hứng từ đâu? Có một giống loài khá phù hợp với nhà này, đó chính là loài kiến sư tử. Trong sinh học của loài kiến sư tử thì hầu hết loài này đều thích môi trường khô cằn. Tụi nó sẽ tìm kiếm một mảng cát thích hợp và bắt đầu đào theo kiểu lùi lại thành một vòng tròn đồng tâm. Cuối cùng thì chúng ngày càng lún sâu hơn vào cát, đào thành một cái hố hình nón và chúng sẽ ngồi dưới đáy, sau đó nằm chờ cho đến khi con mồi không ngờ tới lao vào. Việc mô tả này rất khớp với những gì trong Pokédex của Trapinch. Trong đó cũng bảo rằng Trapinch sẽ đào cát thành những cái hố hình nón để sinh sống và làm bẫy con mồi. Đến đây thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nguồn gốc sáng tạo nên Trapinch. Chưa hết thì loài này cũng làm kén ở trong cát, và sau khoảng thời gian dài thì chúng sẽ trồi lên với hình dạng không thể nào giống cấp 2 Vibrava hơn. Đọc thì thấy một vòng đời gắn liền với đất cát như vậy, và bùm một cái tiến hóa thành Flygon. Vẻ ngoài thì giống chuồn chuồn, nhưng kết quả lại là hệ đất và rồng. Trong khi với bản tính sinh học của tụi này thì tụi nó hệ đất và bỏ mới hợp lý chứ. Mà không cần bản tính sinh học nữa, nhìn cái vẻ ngoài đi, một con chuồn chuồn mà không phải hệ bọ à? Nếu không thì tại sao nhóm trứng sinh sản của nó là chỉ có nhóm bọ và rồng? Một con rồng đất mà có thể giao phối với mấy con bọ khác hả trời? Đã vậy nó còn học được chiêu bất bớt hệ bọ nữa. Trời, khó hiểu quá. Nếu như phần đông mong muốn và đúng như nhóm trứng của nó thì nó mang hệ bọ và rồng là hợp lý nhất rồi. Phải nói rằng người chơi rất khát khao có một con Pokemon hệ bọ và rồng với đặc tính Combine Eyes, và với đôi mắt của Flygon đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn để có thể tạo ra được một Pokemon hệ bọ và rồng cực mạnh. Nhưng nhà phát triển lại quyết định không làm điều đó. Tuyệt vời. Pokemon kế tiếp mà chúng ta cần phải nói đến trong video này chắc chắn đó phải là Florges. Trước hết thì ghé qua Pokédex của nó cái đi. Florges có thể sống vài trăm năm và cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ các khu vườn. Nó tuyên bố những vườn hoa xinh đẹp là lãnh thổ của mình và có thể kiểm soát những bông hoa mà nó đang chăm sóc. Nó cũng có được sức mạnh bằng cách hấp thụ năng lượng phát ra từ thực vật. Vườn hoa của Florges được cho là có đặc tính chữa bệnh cho cả thể xác và tinh thần. Đó là nguyên văn Pokédex chỉ nói về làm vườn, những loài hoa và gắn liền cuộc đời mình với những khu vườn, để rồi chốt sổ cho nó là một Pokemon đơn hệ tiên. Hả? Chưa hết thì đặc tính của nó là Flower Veil, bảo vệ các Pokemon hệ cỏ trong đội hình không bị giảm chỉ số. Một bể chiêu thức khi lên cấp của nó toàn là chiêu hệ cỏ, học được còn nhiều hơn cả chiêu hệ tiên. Bên cạnh đó thì từ khi ở cấp 1, một con Flabébé sẽ đi tìm cho mình một bông hoa yêu thích và sống cộng sinh với bông hoa đó cho đến suốt đời. Pokédex bảo là nó rút ra và kiểm soát sức mạnh của những loài hoa. Bông hoa mà Flabébé cầm rất có thể là một phần cơ thể của nó, tức là bản thể của nó chỉ là một đơn hệ tiên, rồi gặp một bông hoa và sống cộng sinh thì vẫn phải có tính chất của hệ cỏ chứ đúng không? Nhưng rồi chốt lại nó chỉ là một cô tiên làm vườn bình thường mà thôi. Thiệt là cái trường hợp này tôi thấy lệch pha với thiết kế như thế nào ấy. Pokemon tiếp theo trong danh sách này đó chính là nhà Porygon. Ta có thể hiểu gia đình này cơ bản đại diện cho kỹ thuật số, là những Pokemon liên quan tới công nghệ tân tiến và hiện đại. Chúng có thể di chuyển qua lại giữa thế giới vật chất của chúng ta và các loại máy tính khác nhau bằng cách chuyển đổi bản thân thành dữ liệu ảo và thâm nhập vào đó. Nghe thì rất là ngầu lòi các kiểu, và thế là họ quyết định cho nó hệ thường, giống y chang một con chuột Rattata hệ thường, bình thường một cái tầm thường. Tính ra thì Rattata là một Pokemon chuột nên nó hệ thường thì tôi cũng không nói gì. Nhưng Porygon với khả năng chuyển đổi từ dữ liệu ảo thành thực tế như vậy mà nó không có lấy nổi cho bản thân một hệ điện thì tôi cũng thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. Nếu nó không mang thuần hệ điện thì song hệ thường và điện cũng hợp lý mà. Chưa kể là những chiêu thức mà nó học được từ việc lên level ngoài chiêu hệ thường thì toàn là chiêu hệ điện và siêu linh mà thôi. Hai hệ rất phù hợp với tính chất của nó. Tuy nhiên thì với nhiêu đó lợi ý và họ quyết định chốt sổ cho Pokemon này hệ thường, giống y chang một con hải ly với một con chuột và một con mèo nào đó. Tôi nghĩ còn rất nhiều con hệ 3 chấm lắm, nhưng mà đây sẽ là con cuối cùng. Đó chính là con Pokemon bị lãng quên, Solrock. Ở thế hệ 3 là thế hệ liên quan khá nhiều đến thiên văn và các concept ngoài vũ trụ, cùng với những Pokemon đến từ không gian. Điều này làm tôi đánh giá khá cao về concept cho toàn thế hệ. Và Solrock cùng Lunastone là hai Pokemon đặc biệt được thiết kế để đại diện cho mặt trăng và mặt trời. Theo Pokédex của Solrock bảo rằng Solrock sống dựa vào năng lượng mặt trời. Năng lượng này được nó hấp thụ vào ban ngày. Mặc dù luôn vô cảm nhưng nó có thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Nó xoay tròn cơ thể tạo thành sức nóng dữ dội và ánh sáng chói mắt. Người ta tin rằng Solrock có nguồn gốc từ không gian, đặc biệt là đến từ mặt trời. Và thế là Game Freak quyết định cho nó mang hệ siêu linh và đá. Mọi thứ đang rất hay ho, cái tự nhiên rất quất vậy đó. Bể chiêu thức của nó thì cũng học được rất nhiều chiêu hệ lửa khác nhau mà. Sao tự nhiên nó lấy được năng lượng mặt trời, đến từ mặt trời, xong cái trí tuệ siêu hạn, tâm linh khai mở thành hệ siêu linh luôn vậy trời. Nếu mà như Solgaleo thì tôi cũng có lý do là nó theo concept giả kim thuật mà ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng Solrock nói thẳng ra liên quan đến mặt trời luôn, mà tự nhiên cái thành hòn đá siêu trí tuệ. Ngã ngửa thiệt sự. Và tôi nghĩ tôi đã đi qua khá những Pokemon mà tôi bức xúc về hệ của chúng. Các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ Pokemon nào nên có hệ khác thì nó sẽ tốt hơn không? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tuần sau. Bye!